Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Quan hệ nguy hiểm, tập 25. Chỉ còn lại chúng ta thôi, làm sao đây? Đáng ghét, vốn dĩ muốn cậu ta khao một chầu, ai ngờ lại chạy mất tiêu. Chưa bao giờ thấy cậu ta tích cực với khách hàng như vậy. Luật sư Mẫn là một luật sư mẫu mực, tôi và Phương Sóc gặp được anh ấy coi như là may mắn cả đời người. Này, đồ không có lương tâm. Là tôi giới thiệu bạch cho cậu, may mắn của cậu là gặp được tôi. Được rồi, anh nói gì cũng đúng. Muốn bỏ đi ghê. Cái này, cả cái này nữa. Bestseller của quán cho mỗi món một phần. Vâng, xin mọi người chờ chút. Lạc Tề, hôm nay cậu cứ ăn thỏa thích, tôi mời. Vậy tôi không khách sáo đâu nhé. Cậu làm gì vậy? Rót nước giúp anh rồi chén đũa. Không ngờ cậu tinh tế dữ ha. Tôi... để tôi tự rửa. Ghét thiệt, lần sau chắc chắn sẽ không từ chối đi xem mắt nữa. Món đã lên đủ, kính chúc quý khách ngon miệng. Này Lạc, uống rượu hay bia? Không không, tôi lái xe. Buổi tối còn phải đến trường tự học. Thế à? Này này, rượu của tôi. Lộ Tùy, cậu làm gì vậy? Tôi muốn trả thứ này lại. Dạ vâng. Không, lúc say anh như thế nào không biết à. Buổi chiều tôi có việc, không thể chăm sóc cho anh được. Một ly thôi, dạo này áp lực nhiều quá. Nhé. Than vãn không có tác dụng đâu. Ăn đi. Ừ. Nhìn hai người giống vợ chồng son ghê. Vợ quản chồng không cho uống rượu. Tôi không phải vợ. Hả? Tôi thuận miệng nói thôi, chỉ là muốn hòa nhập với hai người. Được rồi, cậu là chồng, tôi là vợ được chưa? Nói giỡn mà nghiêm túc thế làm gì? Ăn thịt đi. Sao trốn hoài không được vậy nè? Thấy rõ chưa? Là Đàm Xuyên phải không? Chính xác là anh ta. Còn có hot boy Lộ Tùy thuộc công ty anh ta nữa. Trang nhất hôm nay là của chúng ta rồi. Sau phút quấy rối, ông chủ giải trí Liệt Diễm đã ăn chơn nhậu nhẹt cùng đám bạn xấu, không hề hối lỗi. Cậu thấy tiêu đề này thế nào?